Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Triumph Quân sự. Trả lời phỏng vấn của các phóng viên trong một cuộc họp báo trực tuyến, Đại tướng Kenneth S. Griesbeck, Tư lệnh Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương xác nhận, Không quân Việt Nam đã đặt mua một số máy bay huấn luyện T-6 Tesan 2 từ Mỹ để phục vụ việc đào tạo huấn luyện phi công. Tướng Không quân Mỹ cho hay, việc mua máy bay này là thành tựu quan trọng và trực quan về quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng hai nước. Chúng tôi cam kết sẽ giúp đỡ việc chuyển giao máy bay và đưa vào hoạt động và cải thiện việc huấn luyện phi công của Không quân Việt Nam. Dù ông Griesbeck không đề cập cụ thể số lượng máy bay T-6 mà Việt Nam đặt mua, nhưng trước đó vào tháng 2 năm 2021, Không quân Mỹ công bố gói thầu cung cấp 3 máy bay huấn luyện, gồm loại 1 động cơ tua bin cánh quạt 2 người lái cho Không quân Việt Nam, kèm chương trình đào tạo huấn luyện phi công cơ bản dựa trên mô hình đào tạo phi công của Không quân Mỹ. Tư lệnh Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương còn cho biết, Việt Nam quan tâm tới máy bay T-6 là nhằm cải thiện chương trình đào tạo phi công chiến đấu. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ chuyển giao và đưa máy bay vào hoạt động, giúp Không quân Việt Nam tăng cường năng lực đào tạo phi công. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trên, tướng Griesbeck lại không tiết lộ Việt Nam đã đặt mua bao nhiêu chiếc T-6 Tesan 2. Được biết, vào đầu năm 2021, tạp chí quân sự Zen cho biết Không quân Mỹ đã mở gói thầu cung cấp 3 máy bay huấn luyện cho Không quân Việt Nam, bao gồm cả gói huấn luyện đào tạo phi công và cung ứng phụ tùng. Dự kiến việc bàn giao máy bay diễn ra chậm nhất vào giữa năm 2023. Vào năm 2018, Không quân Việt Nam đã cử 2 phi công tham gia khóa đào tạo dài 52 tuần với máy bay T-6 Tesan 2 trong chương trình lãnh đạo hàng không ALP của Không quân Mỹ. Thượng úy Đặng Đức Toại đã trở thành phi công quân sự Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp khóa đào tạo của ALP vào ngày 31 tháng 5 năm 2019 tại căn cứ Không quân Columbus ở bang Mississippi. Không lâu sau đó, Trung úy Doãn Văn Cảnh cũng hoàn tất chương trình huấn luyện này. Các phi công Việt Nam được đào tạo bằng loại máy bay T-6A Tesan 2. Như vậy, có thể thấy việc Không quân Việt Nam cử phi công sang Mỹ tham gia chương trình ALP là bước đánh giá quan trọng để quyết định mua các máy bay T-6 Tesan 2. T-6 Tesan 2 là một trong 2 mẫu máy bay huấn luyện cơ bản của Không quân Mỹ, chiếc còn lại là máy bay phản lực T-38 Talon. T-6 là phương tiện bay mà mọi phi công Mỹ phải biết sử dụng khi muốn tốt nghiệp khóa huấn luyện bay cơ bản dành cho phi công quân sự trước khi chuyển loại tên T-38 cao cấp hơn. Máy bay huấn luyện T-6 Tesan 2 phục vụ trong hầu hết các đơn vị huấn luyện không quân của quân đội Mỹ với số lượng biên chế hàng trăm chiếc. Mặc dù có thiết kế của một máy bay huấn luyện cánh quạt cơ bản, nhưng T-6 vẫn có thể được chuyển đổi thành một máy bay tấn công hạng nhẹ khi cần thiết ở một số biến thể nhất định. Các học viên không quân trên khắp thế giới nhận định T-6 thân thiện với phi công hơn nhiều mẫu máy bay huấn luyện cánh quạt khác và nó cũng được đánh giá là rất thích hợp để đào tạo các phi công tương lai nếu sau khi tốt nghiệp họ sẽ chuyển loại lên các dòng máy bay quân sự do Mỹ hay phương Tây chế tạo. Việc Không quân Việt Nam đặt mua một số máy bay huấn luyện T-6 từ Mỹ cho thấy rất có thể trong tương lai, chúng ta có thể được trang bị thêm một số máy bay quân sự của Mỹ và phương Tây. Với thông tin như cuộc họp báo nói trên, rất có thể tập đoàn Textron đã trúng gói thầu cung cấp máy bay và huấn luyện đào tạo cho Không quân Việt Nam, vì Textron chính là nhà sản xuất máy bay T-6. T-6 cũng là máy bay huấn luyện phi công cơ bản của Không quân và Hải quân Mỹ, cũng như của một số không quân các nước trên thế giới. Theo yêu cầu trong gói thầu cung cấp máy bay huấn luyện cho Không quân Việt Nam, loại máy bay huấn luyện được gọi thầu được trang bị động cơ tua bin cánh quạt, được cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ FAA chứng nhận, có trang bị buồng lái điều áp, hệ thống cung cấp oxy trên khoang lái, mũ phi công có hiển thị thông tin, thiết bị điện tử hiện đại. Máy bay phải có hạn sử dụng không ít hơn 15.000 giờ bay, có các giá treo bên ngoài có thể mang được thùng dầu phụ theo tiêu chuẩn NATO để tăng tầm hoạt động nhằm thực hiện các khoa mục huấn luyện ở cự ly lớn. Không quân Mỹ cũng yêu cầu máy bay phải đảm bảo chi phí cho mỗi giờ bay tương đối thấp. Đi kèm là các gói cung ứng hậu cần, phụ tùng, thiết bị hỗ trợ mặt đất và hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị huấn luyện trên máy tính, huấn luyện phi công cơ bản theo chương trình của Không quân Mỹ. Máy bay huấn luyện T-6 do hãng Beechcraft thuộc tập đoàn Textron sản xuất từ những năm 2000. Đây là loại máy bay 2 chỗ ngồi, một động cơ tua bin cánh quạt do Pratt & Whitney Canada sản xuất, công suất 1.100 mã lực, dài 10.16m, sải cánh 10.19m, tốc độ tối đa 500 km/h. Trần bay tối đa 9.440m với tầm bay 1.660 km.